Xin chào, Thu Thủy rất vui khi được quay trở lại với bản tin ngày hôm nay để cập nhật cho các bạn những tin tức mới và hấp dẫn nhất có trong ngày. Và sau đây là phần điểm tin chính. Hà Nội có 7 ổ dịch mới, Cà Mau, Bình Dương, An Giang tiếp tục nóng. Thưa quý vị, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, ca mắc tăng cao, các cộng đồng mức kỷ lục, nhiều ca chưa rõ nguồn lây. Đặc biệt tại Hà Nội mới phát hiện thêm chủng ca bệnh mới tại trợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm. Hà Nội có 7 ổ dịch mới với mức độ lây lan nhanh, phức tạp, Ngày hôm nay, Hà Nội ghi nhận 62 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 12 ca cộng đồng, 47 ca tại khu cách ly và 3 ca tại khu phong tỏa. Đáng chú ý, trong ngày, Hà Nội ghi nhận thêm ổ dịch mới tại trợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm. Như vậy, chỉ trong vòng một tuần, thành phố có 7 ổ dịch mới với mức độ lây lan nhanh, phức tạp. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thành phố ghi nhận 4.521 ca. Trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.721 ca. Số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.800 ca. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, từ ngày 11 tháng 10 đến nay, số ca mắc trung bình trong ngày tăng mạnh so với thời gian thực hiện bình thường mới. Từ ngày 21 tháng 9 đến mùng 10 tháng 10, Hà Nội liên tục xảy ra các chuỗi lây nhiễm phức tạp liên quan tới việc tập trung đông người, đặc biệt từ ngày 28 tháng 10 đến ngày mùng 1 tháng 11, số ca tăng cao. Liên quan đến việc tiêm trả mũi 2 cho người trên 50 tuổi, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đến ngày 15 tháng 11, khoảng 1 triệu người trên 50 tuổi đến lịch tiêm trả mũi 2. Nếu trong những ngày tới số ca giảm, hạn tiêm trả mũi 2 cho người trên 50 tuổi hoàn thành, thì thành phố có thể trở lại vùng xanh. An Giang ghi nhận 314 ca nhiễm COVID-19 mới. Ngày hôm nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, trong ngày, tỉnh ghi nhận 314 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm từ ngày 15 tháng 4 đến nay lên 11.822 ca. Trong 314 ca mắc COVID-19 mới, có 109 ca trong cộng đồng, 111 ca trong khu cách ly tập trung, 89 ca trong khu phong tỏa, còn lại là người dân các tỉnh, thành phố về An Giang và người nhập cảnh. Cũng trong ngày 2 tháng 11, An Giang có 6 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng số ca tử vong do COVID-19 của tỉnh lên 150 người. Hiện tỉnh đang điều trị hơn 3.700 ca nhiễm COVID-19 và đã điều trị khỏi bệnh cho gần 8.000 người. Tính đến tối ngày 2 tháng 11, An Giang đã nhận được hơn 1,79 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ. Tỉnh đã triển khai tiêm được hơn 1,46 triệu liều, trong đó đã tiêm mũi 1 cho hơn 92,71% dân số từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 2 được 13,75% dân số. Bình Dương ghi nhận 780 ca mắc COVID-19 mới. Tối mùng 2 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết, trong ngày, tỉnh ghi nhận 780 ca mắc mới, như vậy, tính từ đợt dịch thứ tư, tỉnh Bình Dương ghi nhận 234.520 ca mắc COVID-19. Trong đó có 10.445 ca bệnh phát hiện qua khám tại cơ sở y tế, 26.725 ca bệnh phát hiện trong khu cách ly tạm thời cho người test nhanh dương tính, 157.349 bệnh phát hiện trong khu phong tỏa, 40.001 ca trong cộng đồng, chợ, khu không phong tỏa. Luy kế tại Bình Dương đã có 234.566 ca mắc COVID-19. Về công tác điều trị, hôm nay có 513 bệnh nhân được xuất viện, 19 bệnh nhân tử vong. Hiện tỉnh Bình Dương có 5.360 bệnh nhân đang điều trị. Trong đó, điều trị tại cơ sở y tế có 3.052 bệnh nhân, điều trị tại nhà là 2.308 bệnh nhân. Ngày hôm nay, tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Tính đến nay, cả tỉnh tiêm được hơn 3 triệu liều đã tiêm trên 5 triệu liều được phân bổ. Trong đó có 2.356.631 mũi một và 1 và 1.598.437 mũi 2 và đã tiêm được 61.457 liều cho đối tượng từ 15 đến 17 tuổi. Thanh Hóa ghi nhận 36 bệnh nhân mắc Covid-19 mới. Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa, ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh ghi nhận 36 bệnh nhân mắc Covid-19 mới. Trong đó có 25 bệnh nhân lây nhiễm trong tỉnh và 11 bệnh nhân là công dân trở về từ các tỉnh thành phố phía Nam. Cụ thể, tại thị xã Bỉm Sơn ghi nhận thêm 9 bệnh nhân. Đến nay, ổ dịch tại thị xã Bỉm Sơn có tổng số 200 bệnh nhân tại thị xã Nghi Sơn phát hiện thêm 12 bệnh nhân liên quan đến bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn. Tổng số bệnh nhân tại ổ dịch này là 18 bệnh nhân. Huyện Nga Sơn ghi nhận thêm 4 bệnh nhân tại các xã Nga An và Nga Thiện. Hiện tại ổ dịch này có tổng số 7 bệnh nhân. Hiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp đang khẩn trương truy vết, mở rộng xét nghiệm tại các ổ dịch này nhằm phát hiện và tách F0 sớm nhất ra khỏi cộng đồng. Tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 1.138 ca mắc COVID-19 cộng dồn. 686 người điều trị khỏi, được ra viện, 7 bệnh nhân tử vong. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai tiêm được hơn 1,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong 24 giờ qua, đã thực hiện xét nghiệm bằng RT-PCR hơn 4.723 mẫu tại các đơn vị y tế trong tỉnh. Cần Thơ ghi nhận 296 ca nhiễm COVID-19. Theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, trong ngày hôm nay, thành phố ghi nhận 296 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó có 20 ca ngoài thành phố.

và Vĩnh Thạnh 142 ca. Quận Ninh Kiều ghi nhận số ca mắc nhiều nhất trong ngày với 78 ca. Trong ngày 2 tháng 11, có 51 ca mắc COVID-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 6.245 người. Đắk Lắk thêm 102 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh ghi nhận thêm 102 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 44 trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng, gồm Thành phố Bôn Ma Thuột 22 trường hợp, huyện EK 18 trường hợp, huyện Krông Năng 2 trường hợp, huyện Krông Búc 1 trường hợp trú tại thị xã Cư Pơng và huyện Cư Quyên, 1 trường hợp trú ở xã EA Cư Tu. Cũng trong ngày mùng 2 tháng 11, toàn tỉnh đã có thêm 88 bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi, đủ điều kiện xuất viện để tiếp tục theo dõi và giám sát sức khỏe tại nhà. Như vậy, tính đến chiều mùng 2 tháng 11, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 4.376 trường hợp mắc COVID-19, trong đó đang điều trị 2.129 trường hợp, 25 trường hợp tử vong và 2.248 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh. Đồng Tháp ghi nhận 91 ca mắc COVID-19 mới, hai xã chuyển cấp độ 2 lên cấp 4. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong ngày, tỉnh ghi nhận 91 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca dương tính cộng dồn toàn tỉnh đến nay là 9.997 ca. Hiện tỉnh đang điều trị 656 ca đã xuất viện hơn 9.100 ca, tử vong 223 ca. Tình hình dịch COVID-19 trong cộng đồng đang có dấu hiệu gia tăng trở lại tại Đồng Tháp trong thời gian gần đây. Ngày 1 tháng 11, tỉnh ghi nhận 46 ca mắc trong cộng đồng. Đến ngày 2 tháng 11, ghi nhận thêm 23 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại 8 12 huyện, thành phố. Về đánh giá, phân loại cấp độ dịch COVID-19 thì toàn tỉnh Đồng Tháp có 12 12 huyện, thành phố đều thuộc cấp độ 2. Tuy nhiên, đối với cấp xã, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông đã quyết định nâng cấp độ dịch của xã Tân Công Xính và thị trấn Tràm Chim từ cấp 2 lên cấp 3, đồng thời chuyển hai xã Hòa Bình, Phú Thọ từ cấp 2 lên cấp 4. Đến nay, tỉnh Đồng Tháp có 4 trên 143 xã thị trấn cấp độ 3 và hai xã cấp độ 4. Hiện tỉnh Đồng Tháp đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho toàn dân. Tính đến ngày 2 tháng 11, tỉnh đã tiêm mũi 1 cho gần 890.000 người, đạt tỷ lệ 65,56% dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 2 cho hơn 364.000 người, đạt 26,85% dân số. Hãng dược Nhật Bản bắt đầu thử nghiệm vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Ông Isao Tetsirogi, giám đốc điều hành của hãng dược Nhật Bản Shinogi cho biết, công ty này sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với vaccine COVID-19 vào tháng này, chủ yếu ở Việt Nam và các nước châu Á khác. Thử nghiệm lâm sàng sẽ được tiến hành ở hai nhóm, trong đó một nhóm được tiêm vaccine COVID-19, nhóm còn lại được tiêm giả dược, Thử nghiệm này nhằm mục đích đưa vaccine protein tái tổ hợp vào danh sách vaccine được WHO công nhận. Vì giám đốc điều hành cũng cho biết, Việt Nam đã đồng ý tổ chức thử nghiệm để đổi lại là việc chuyển giao công nghệ cho chúng ta. Công ty này cũng sẽ kiểm tra tính an toàn và hiệu quả của loại vaccine này so với các vaccine của Pfizer, Moderna và AstraZeneca. Hãng này cũng sẽ kiểm tra hiệu quả của nó khi được tiêm nhắc lại. Vaccine protein tái tổ hợp sử dụng các tế bào côn trùng biến đổi gen để tạo ra các bản sao của protein đột biến COVID-19. Một công nghệ tương tự cũng được sử dụng bởi Novavax, Sanofi và GSK trong quy trình phát triển vaccine của họ. Hãng Shinogi hy vọng sẽ nhận được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhật Bản và dự kiến sẽ cung cấp loại vaccine ngừa COVID-19 này ở Nhật Bản vào cuối tháng 3 năm sau. Ông T. Shinogi cho biết, Shinogi cũng đang phát triển một loại thuốc điều trị COVID-19 dạng uống và bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 2 trên 3 tại Nhật Bản hồi tháng 9. Các thử nghiệm điều trị ở Singapore, Việt Nam, Hàn Quốc và Vương quốc Anh dự kiến sẽ bắt đầu sớm nhất là trong tháng này. Hơn 90% các trường hợp thử nghiệm có thể là ở ngoài Nhật Bản, vì có chưa đến 300 trường hợp ca mắc COVID-19 mới ở Nhật Bản mỗi ngày. Ông Teshinogi cho biết, thử nghiệm ở Singapore, nơi có 3.000-4.000 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mỗi ngày, mặc dù hơn 80% dân số được tiêm chủng đầy đủ, sẽ cung cấp những thông tin mang tính tầm nhìn hữu ích cho Nhật Bản. Quốc gia cũng có hơn 70% dân số được tiêm chủng đầy đủ. Loại thuốc uống của Shinogi có khả năng ức chế protest, một loại enzyme cần thiết cho quá trình nhân đôi của virus. Các hãng dược bao gồm Merck cũng đang phát triển thuốc uống điều trị COVID-19. Thuốc của hãng này nhắm vào tiêu diệt polymerase, một loại enzyme khác được sử dụng để tạo ra các bản sao của virus. Hãng Shinogi đặt mục tiêu sẽ độc đơn xin phê duyệt theo quy định tại Nhật Bản vào cuối năm nay. Để theo dõi những thông tin nhanh nhất và chính xác nhất với các sự việc nổi bật có trong ngày, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share video này của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.